Thông soái ca, chủ nhân trend TikTok, những thằng khác ngại tán em, tại ngán anh là ai? Trend TikTok, những thằng khác ngại tán em, tại ngán anh là gì? Với sự phát triển như vũ bão, TikTok đã vượt qua Google, trở thành tên miền được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2021. Đây cũng là nền tảng tạo nên hàng loạt triệu phú trẻ tuổi, thu hút được nhiều nhà sáng tạo nội dung và cũng là nơi tạo nên nhiều trend hot hit. Sau câu nói viral, "Hồng bé ơi, em đâu follow anh, mà em đòi xin inter của anh." Gần đây, dân tình Gen Z tiếp tục ra mắt thêm loạt video hay để lại bình luận theo kiểu "Những thằng khác ngại tán em, tại ngán anh." Và sau câu nói này lại là màn quăng giật áo hư muốn gây bão tố khắp nơi, rồi vuốt tai, tạo mặt ngầu các kiểu. Được biết nguồn gốc của câu nói nổi tiếng trên mạng, "Những thằng khác ngại tán em, tại ngán anh" từ Thông Soái Ca. Thông Soái Ca là ai? Thông Soái Ca là một TikToker đang nổi trên nền tảng TikTok với hơn 1,2 triệu lượt đăng ký theo dõi trên TikTok. Dù không sở hữu ngoại hình đẹp trai như bao thanh niên khác, nhưng Thông Soái Ca lại được chú ý bởi sự tự tin và thần thái ngời ngời. Các clip của TikToker này đều hút về hàng triệu lượt xem, kèm theo đó là vô số những bình luận từ phía cư dân mạng. Nhờ phong thái tự tin cùng gương mặt rất đời, cộng với ekip hỗ trợ nhiệt tình, Thông Soái Ca đã cho ra đời nhiều clip hút về hàng triệu lượt view và bình luận từ cư dân mạng. Quên đi những câu nói văng vỡ mang tính chất cưa cẩm từ khoảng 10 năm trước. Nhiều người ngày nay có xu hướng phải chơi chữ rapper thì mới dễ gây ấn tượng được. Do đó, video với câu nói "những thằng khác ngại tán em, tại ngán anh" của nam TikToker này đã nhanh chóng viral nhờ lối chơi chữ xúc tích nhưng bá đạo. Sau khi lên xu hướng trên TikTok, trend này đã được nhiều người chơi TikTok trong nước lẫn quốc tế cosplay lại theo đúng concept của chủ nhân đoạn clip đó, điển hình như TikToker Đào Lê Phương Hoa, Linh Vi, thậm chí nó còn gây bão sang cả những netizen nước bạn, như các TikToker Hàn Quốc cũng hưởng ứng remake. Tính đến thời điểm này, video "Những thằng khác ngại tán em, tại ngán anh" của Thông Soái Ca đã chạm ngưỡng hơn 28 triệu lượt xem và con số này đang không ngừng tăng lên. "Những thằng khác ngại tán em, tại ngán anh", nghe câu tỏ tình chơi chữ cực mạnh như này thì nhiều cô gái không rung rinh cũng là chuyện lạ. Trên TikTok, lướt trên cơn sóng trong mọi siêu thị ám ảnh netizen Việt. Gần đây, cộng đồng mạng lại rần rần bắt trend, được gọi vui với cái tên lướt trên cơn sóng trong siêu thị. Cũng với những công thức giai điệu bắt tai cùng vũ điệu đẹp mắt, trend này đã nhanh chóng nổi rần rần trên TikTok Việt và thậm chí còn gây sốt sang cả các TikToker nổi tiếng xứ Hàn. Với nhạc nền bắt tai, vũ điệu này đã thu về gần 23.000 video, đặc biệt có nhiều video còn thu về hàng triệu hoặc hàng chục triệu view. Ca khúc góp phần tạo nên sức hút cho những video hot trend này chính là OK OK do nam rapper Lauzy thể hiện. Mặc dù đã ra mắt được hơn một năm nhưng nhờ giai điệu cuốn hút, cách thể hiện vẫn rất Lauzy. Cùng hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội dạo gần đây, bài hát hiện tại đã đạt hơn 7,7 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube và trở thành viral trên TikTok. Trên TikTok, "Hồng bé ơi, em không follow anh mà em đòi xin inter của anh." Cách đây không lâu, netizen xôn xao bàn tán về một đoạn nhạc nền khá vui tai. Đoạn nhạc được ghép từ ca khúc "Anh nhà ở đâu thế" của Amy và một đoạn giọng nói nam nghe khá dỗi hờn, đại loại là "Em không follow anh mà em đòi xin inter anh" đã được phổ thêm nhạc. Vì giai điệu vui nhộn bắt tai nên đoạn nhạc đã được rất nhiều bạn trẻ yêu thích và sử dụng làm nhạc nền cho các video TikTok của mình. Các phiên bản chế cháo mở rộng từ đoạn này cũng đã phủ sóng cõi mạng rộng rãi. Thế nhưng chủ nhân của câu nói dỗi hờn kia và nguồn gốc vì sao nó ra đời là điều netizen quan tâm hơn cả. Được biết phiên bản đầy đủ của câu nói này phải là "Hồng bé ơi, em không follow anh mà em đòi xin inter anh không cho đâu". Trong đó inter chính là info, tức thông tin nhân vật anh. Về phần nhân vật anh là ai đó thì đơn giản là một nam TikToker trẻ tuổi có biệt danh là Sữa. Trang cá nhân của anh này đang sở hữu 212.000 lượt follow. Chuyện là vì sở hữu ngoại hình sáng sủa lại thêm loạt video sáng tạo với nội dung hài hước nên anh chàng này thường xuyên được các fan ghé qua phần bình luận xin làm quen. Một ngày đẹp trời nọ có bạn nữ ghé qua đòi hỏi inter anh chàng, nhưng có vẻ như đã không ấn follow anh chàng trước đó. Vậy là nam TikToker của chúng ta đã thốt ra câu nói dỗi hờn kể trên để đáp trả. Đoạn video chàng trai trả lời bạn nữ đã được đăng tải từ ngày 15 tháng 11 năm 2021, nhưng thời gian gần đây do có ai đó mang nó đi ghép thêm nhạc nên nó mới bỗng trở nên viral khắp nơi, khiến dân tình không khỏi sửng sốt.